Rồi, tiếp theo mình sẽ đến với cái slide này ha. Slide này mình phải nhớ trong bụng bà mẹ. Thì CD4 nó sẽ khác hơn cơ thể người mình. Bình thường người của mình là mình có mấy động mạch, một mấy tĩnh mạch. Một động, hai tĩnh, nhưng mà em bé nó sẽ khác. Do tuần hoàn của em bé là nó sẽ có thêm tuần hoàn phụ ha. Do đó máu của em bé nó không phải máu đỏ tươi y chang như mình nhé. Do đó cẩn thận trong chuyện đó. Chứ nếu không là bể xô á. Do đó cái sợi rốn của mình sẽ là một tĩnh hai động. Nhưng mà khi mà em bé sinh ra, lát mốt tôi xem sẽ học được cái bài là em bé khi sinh ra chỗ bài hồi sức sơ sinh á, người ta sẽ giải thích là tại sao cái tuần hoàn của em bé trong bụng với tuần hoàn của em bé khi ra ngoài nó sẽ khác nhau. Và vì cái tình trạng đó thì sẽ có những cái bệnh lý sẽ ảnh hưởng tới chuyện đó nha. Đó. Những cái tình trạng đó tụi em thấy không, cái sợi dây rốn nó sẽ nói tắt vô cái tuần hoàn của bà mẹ ha, còn này là tuần hoàn của em bé. Từ cái tuần hoàn nhau thai nó chỉ dựa vào bánh nhau sợi dây rốn, từ đây nó đi vô cái này, hôm nay là của em bé, cái này là chỗ rốn của em bé nè nha. Rồi người ta cắt dọc ra, thì do đó cái hình này mình nhớ không, cái hình này đã nói gì? Cắt rốn nó ảnh hưởng, nó nhớ cái chuyện mình dạy bạn bữa trước là cắt rốn muộn hay cắt rốn sớm á, cái rốn muộn mình sẽ được thêm 100 ha. Đó. Đó. Cái này gọi là cái gì? Cái này là gai nhau ha. Còn dưới đây mới là chết rồi. Thôi này để bà cô Phương Anh dạy là tụi em nha. Thì bất kỳ một yếu tố nào làm cho cái gai nhau nó không có được phát triển trong đó ha. Tại vì nó tụi em sẽ thấy là những cái cấu trúc bánh nhau thật ra nó không phải là một miếng, một cái dĩa phẳng hết trong đó. Mà nó là tụi em khi mà tụi em lát tụi em mong mốt tụi em đi lâm sàng tụi em sẽ thấy nó sẽ là những cái dạng gai nhú á. Và chính cái dạng gai nhú tích nó sẽ tăng lên ha. Do đó cái việc trao đổi nó sẽ được dễ dàng hơn nữa. Đó. Vậy tôi hỏi nè. Máu mẹ với máu con có gặp nhau không? Mình cười lên tiếng. Gì? Đấy. Rồi, cái câu hỏi này sẽ đi thi ha. Nha. Thì mình suy nghĩ thử là máu mẹ với máu con phải gặp nhau không? Mà gặp nhau thì gặp nhau khi nào? Tôi gợi ý cho tụi em nè. Nếu nếu cách đây cái thời tôi đi học với tụi em á, thì cái câu nói của tụi em có thể là gì? Tới lúc tôi thi tốt nghiệp Y6 là 2012, thì cái chuyện tụi em nói nó bắt đầu lung lay rồi. Còn hiện giờ thì tụi em coi là nó có thay đổi hay không nha. Đó, cái này máu mẹ ha, cái này máu con ha, thì những yếu tố mẹ sẽ truyền sang cho em bé. Cái sự khích cái này nó có thể khích toán đơn giản hoặc là khích toán chủ động ha, hay là do cái sự hòa mạn của nó cũng có thể tạo ra. Lưu ý sẽ có những cái không qua được. Nhớ ha, tại vì nếu mà phân tử mà nó lớn hơn 600 là nó đâu qua được. Cho bài của Phương Anh vậy rồi. Câu đó có thi luôn á. Rồi, tụi em sẽ thấy là mẹ sẽ cung cấp oxy ha, nước ha, điện giải nè, dinh dưỡng nè, những hormone, kháng thể ha. Kháng thể thì mình nhớ cái nào qua được, cái nào không qua được ha. Rồi, thuốc ha, kể cả những con virus cũng có thể qua được ha. Rồi, rồi con sẽ từ đó sẽ trả lại cho mẹ những cái nước nè, những cái chất sản phẩm mà sau khi chuyển hóa ha, như carbon dioxide CO2 ha, ure đồ.
Rồi, sẽ đi qua lại. Rồi. Rồi, hồi nãy là nghe coi mấy cái hình thôi. Lát tôi sẽ cho cái phần chữ nhiều hơn để cho tụi em có thể hiểu hơn cái chuyện là cái tuần hoàn tử cung nhau. Cái chuyện tuần hoàn tử cung nhau nó không có đơn giản như nhìn mình nhìn thấy hai cái hình, một cái bên đây bà mẹ, một bên con, xong truyền qua truyền lại. Cái chuyện đó là đơn giản quá. Ở đời nếu mà vậy đâu có bị cái chuyện là đột tử, đúng không? Đúng không? Chính do cái chuyện mà đánh nhau đã có chuyện rồi, dây rốn cũng có chuyện, là bản thân em bé cũng có chuyện, tất cả những yếu tố đó nó sẽ làm cho cái chuyện suy tuần hoàn nhau thai nó tăng lên. Mà em bé thì cũng muốn đẻ ra thì nó phải đi chui, đầu tiên là nó phải uốn éo để chui vô con đường hẻm, đúng không? Chiếc xe tải đi qua con đường hẻm, một em bé nó bự vậy nó chui qua cái, bình thường nó nằm ở trên phần đại khung, khung chậu nó sẽ chia ra hai phần, phần đại khung và tiểu khung. Thì cái phần là khúc trên, còn phần tiểu khung là khúc dưới. Nhớ không? Rồi, thì chính vì cái yếu tố đó, e đầu tiên á, mọi thứ là nó đã phải sắp xếp thu hình lại nhỏ xíu. Đầu tiên chỉnh hình, chuyển thành nhỏ xíu để chui vô được cái con đường hẻm là toàn khung xương không à. Còn trên đâu có gì tác động vô nó đâu. Đúng không? Rồi, cái vấn đề số 2 đi qua con đường đó nó sẽ gặp một chuyện khó khăn, nó thử thách đầu đời. Đó là gì? Cơn co tử cung. Mỗi lần cơn co tử cung như em bóp mũi gì á, hiểu ý không? Thì khi mà em bé đi qua đó chính nhờ cái động lực, và cái động lực lắm mỗi lần nó co lại thì chính là những cái mạch máu trong đó. Nhớ cái chỗ bài bữa trước tôi dạy không? Cơ chế cầm máu, thì cái lớp cơ của nó sẽ siết lại những cái đầu mạch máu. Chính khi mà em siết lại em co tử cung nó co tốt, đúng không? Nó co hồi thì chính cái đó nó sẽ làm cho cái chuyện gì, việc cung cấp oxy dinh dưỡng cho em bé. Alo. Rồi, đầu tiên mình sẽ đến với nguyên nhân của suy thai trong chuyển dạ ha. Cái này là tình trạng khi mà tụi em nói là nhóm mình có hai từ. Đầu tiên là suy tuần hoàn nhau thai mà trong chuyển dạ ha. Cái này là tình những tình huống xảy ra trong chuyển dạ. Đáng lẽ cái bài này nên học sau một cái bài viết bài nào không? Monitor sản khoa. Học rồi hả? Bài đó học hay không? Ừ. Đi thi á, bài này nhiều khi người ta lồng ghép, người ta cho một cái hình CTG á, xong rồi mình coi nó như thế nào, rồi mình đánh giá nó nha. Đó. Rồi, nó có thể gặp nè. Xay rốn ha, y rốn bình thường nó sẽ nằm trong nước ối. Tụi em cứ hiểu là con em bé như con cá trong bể nước. Bể nước là bể ra mà em bé bất kỳ một cái thứ gì nào chui ra thì nó sẽ bị khô. Và những cái gì mà nó ngâm nước lâu á, khi mà tụi em giống như là những cái vật dụng mà tụi em giống như con cá gì đó, bản thân con cá tụi em mua về chợ về, đúng không? Tụi em thấy ở chỗ người ta bán tươi quá trời, đúng không? Tại cái đang ngâm nước, nó còn sống da nó vậy, lát tụi em lấy ra ngoài nó chết, nó sẽ bị khô. Thì cái sợi rốn cũng vậy, khi mà cái sợi rốn chui ra ngoài nó sẽ bị khô, nếu mà em không có giải quyết nhanh nó thì cái tình trạng em bé tự cắt đứt luôn ha. Rồi cái tiếp theo nữa là rối loạn cơn co tử cung ha, thường là cơn co thường tính. Rồi khi mà cơn co thường tính có nghĩa là nó không có khoảng nghỉ, đúng không? Tại vì nếu mà ngay trong cái thời điểm mà giai đoạn sổ thai á, là 5 cơn trong 10 phút, đúng không? Đặc trưng của nó là cũng có 1 phút con, 1 phút nghỉ, 1 phút con nghỉ, đúng không? Còn này nó đâu có đủ thời gian đó nữa nha. Hay là cái thuật ngữ này người ta hay gọi là cơn co cường tính hay là cơn co nhanh á. Theo tụi em cóc thì bởi sản phụ khoa kỳ tụi em sẽ thấy, đúng rồi, Takistone, thì tụi em sẽ thấy là nó quy định là trong 30 phút mà tụi em nhìn thấy có 6 cơn co trong 10 phút, hiểu không? Tụi em thấy 6 cơn co trong 10 phút mà trong 30 phút đều có 6 cơn, 6 cơn, 6 cơn, tụi em sẽ đánh giá cái chuyện đó. Hay nó sử dụng cái thuật ngữ là cơn co nhanh đó, mình sẽ sử dụng là cơn co cường tính. Rồi cái tiếp theo nữa là thật ra cái nhau bông non này là cái hậu quả của cái chuyện gò nó quá nhiều, nhưng mà cái bánh nhau nó đâu có đàn hồi tốt được, bục ra không nha. Rồi vỡ tử cung ha, hay nhau bấm thấp, hay là bán bà tiền đạo ra huyết nhiều ha,
thì những cái bánh ngao nó sẽ nằm vị trí bất thường, mà tụi em phải nhớ là đoạn dưới nó đâu có lớp cơ chéo, mà khi mà ngao nó chóc ra thì cái tuần hoàn ngao ngao thai nó bị cắt đứt rồi, cái chuyện đó chuyện đương nhiên. Còn vỡ tử cung là dễ hiểu rồi, vỡ tử cung bể cái tử cung rồi thì bây giờ đi đâu ra chứa vô cái ngao nữa, em bé bị chui vô trong bụng đâu. Rồi, vậy trên lâm sàng sẽ đánh giá được những cái hiện tượng gì? Đầu tiên sẽ thấy tự nhiên em bé đang đạp tốt, tự nhiên bây giờ em bé hôm nay không đạp nữa. Do đó như khi tụi em khám thai tụi em phải dặn người ta chuyện rất là quan trọng, đó là cái việc đếm cử động thai ở những thai kỳ nguy cơ cao thì nó không có thay đổi kết cục. Nhớ ha. Nhưng ở những thai kỳ bình thường thì nó cải thiện. Do đó tự nhiên khi mà tụi em cho sản phụ cái thường mà người ta có thể theo dõi như hiện nay thì nó tốt ở chỗ này nè, tụi em có thể mua cái máy Doppler về nhà tự nghe, nó có cái máy Doppler nhỏ luôn á, cứ nghe vô người ta đặt vô trên bụng, người ta hướng dẫn người ta là người ta có thể theo dõi tim thai ở nhà ha. Rồi còn ngày xưa thì chưa có đủ hiện đại gì, cái máy đó cũng rẻ lắm, cái máy mà nghe cái giống như cái máy xách tay nghe rẻ ờ mà, nhưng mà nó cũng nghe tốt rồi. À, tụi em sẽ hướng dẫn người ta mỗi ngày người ta sẽ đếm sao? Mỗi ngày mình sẽ có 3 bữa ăn. Mình sẽ kêu người ta đếm cử động thai. Cử động thai mình sẽ đếm từ bao nhiêu tuần. Là bắt đầu khi mà người ta cảm nhận được cái thai máy đó. Nhưng mà thường là cái khoảng thời gian ăn sau ăn nó sẽ dễ đếm hơn. Và mình đặt hoặc là mình đặt tay lên bụng á, cái thời điểm đó. Tuy nhiên ý là gì biết không? Cái cử động thai nó sẽ không có giống như cơn con tử cung. Trong bài sinh lý chuyển dạ của Bích Hà dạy tụi em thì cơn con nó bắt đầu ở đâu? Coi về coi lại đi. Nhớ cái cơn con tử cung có khi tụi em sẽ thấy là ở trước cái giai đoạn cuối thai kỳ nó cũng sẽ có những cơn co bắt tông hít, nó không gây đau hả, nhớ không? Bữa đó tôi mới dạy rồi và chuẩn đoán thai nghén. Trời ơi, dấu hiệu có thể quên hết rồi. Thôi mà cũng sao, cô Bích Hà đã đề mà tôi không có ra nên không sợ. Rồi mình sẽ kêu người ta đặt tay lên bụng để cảm nhận cái chuyện em bé đạp ha, với lại nói người ta là phải phân biệt được cái chuyện cơn co tử cung, với lại không được tính ăn gian. Nhiều người tính ăn gian vậy là sao, là nếu mà em bé trường từ bên trái qua bên phải thì chỉ tính một lần thôi, thì cái khoảng thời gian nếu mà bình thường là 4 tới 15 lần ha. Còn nếu mà dưới 15 lần là, nhưng mà dưới 4 lần hoặc là trên 15 lần thì mình ta sẽ kêu người ta theo dõi thêm trong 1 tiếng nữa, nếu mà vẫn như vậy thì đi khám liền, nhớ ha. Rồi thường những cử động thai tụi em sẽ đếm, sẽ tập cảm nhận, thì khi mà có thể nhận được thai máy là tụi em có thể cảm nhận được rồi. Tuy nhiên nó sẽ bị cái chuyện vậy nè, thành bụng bé dày hoặc là cái sự nhạy cảm của bà con so thì bà sẽ khó biết hơn, nhớ ha. Rồi tiếp theo là mình sẽ đánh giá qua chuyện là màu sắc nước ối. Tụi em nhớ trong bài sinh lý hô hấp không, là tụi em sẽ nhớ một cái chuyện quan trọng là khi mà tụi em bị ngạt thở là tụi em sẽ những cái cơ vòng tụi em sẽ bị giãn ra không? Đúng không? Thì ở đây nó cũng vậy, thì em bé nó bị ngạt thì nó bị thải ra thôi ha. Rồi tụi em sẽ coi là cái màu sắc của cái nước ối ấy, giống như cái màu cái phân su ấy, khi mà bình thường khi em mốt đi lâm sàng nhớ coi phân su em bé vừa mới đẻ ra nó ị cái phân nó có màu gì, rồi sau đó nó sẽ có màu gì. Em bé cái màu sắc của em bé, cái phân su của em bé nó không có giống như màu của mình đâu, màu nó sẽ là màu xanh đậm á, màu xanh lá cây đậm á, hiểu không? Nó hơi đen, nó không phải là màu đen, tại màu đen cái là màu của máu, sau khi em chuyển hóa thái dán nó sẽ có màu đen giống như tụi em đi cọng phân đen. Còn này tụi em sẽ thấy là cái màu nó sẽ là màu xanh lá cây đậm ha. Nếu mà cái nước ối người ta hay gọi là nước ối màu xanh, nhớ là xanh này là xanh lá cây, không thể nào xanh dương á, xanh dương là hơi bị lạ nữa. Một nếu mà màu bình thường á là tụi em sẽ thấy là nếu em bé ở giai đoạn non tháng thì tụi em sẽ thấy là màu trắng trong. Rồi nếu mà đủ tháng, thường là đủ tháng hoặc là từ 37 tuần trở lên, tụi em sẽ thấy cái nước ối nó sẽ có màu trắng đục.
Màu trắng đục là do cái chất gan nó bị hòa lẫn vô đó, tụi em sẽ thấy nó hơi đục đục. Rồi, nếu mà cái màu sắc nước ối mà tụi em thấy nó màu xanh lá cây, hiểu không? Rồi, vậy là xong rồi đó. Là ở ca này nó đã từng, bây giờ ngay cái thời điểm tụi em khám á, hoặc là gần đây, nó đã có cái chuyện là em bé bị thiếu oxy rồi. Do nó giãn cơ vòng, nó mới xì ra liền. Hiểu không? Rồi, tụi em sẽ thấy thêm hai màu nữa. Nếu mà lát tụi em sẽ coi nữa là tụi em thấy cái chuyện là, hoặc là tụi em khi mà tụi em ở cái thời gian là 4-5 phân, hiểu không, cái đầu ó nó hết tác dụng để nong cổ tử cung nó rồi, hiểu không, mình cần cái đầu nó áp vô cổ tử cung thì mình sẽ tia ói, thì tia ói nó tụi em sẽ thấy một cái màu nữa, đó là màu vàng loãng hoặc là màu vàng. Thì chính cái màu vàng có nghĩa là đã từng trong bất kỳ một cái giai đoạn nào đó em bé nó đã từng có cái chuyện siêu hấp và làm cho cái chuyện giãn cơ vòng, thiếu oxy á, nó sẽ làm giãn cơ vòng, thì cái nước ói của nó sẽ có màu vàng, tại vì do cái phân su nó bị thoái dáng ha. Rồi còn tụi em có thể gặp thêm một cái màu nữa, đó là màu đỏ, hiểu không? Màu đỏ là tụi em có thể gặp trong trường hợp là gì, máu hả, máu đứt cái xì rốn ra hả, cái đó cũng có nhưng mà cũng hiếm á, tại vì bình thường tụi em có nguyên cái màng ói để bao bọc mà sao từ đây nó đứt ra được, đúng không? Đứt thì nó phải chui nước ra mà ngoài ngoài cái máu nó thẩm lậu vào lại trong cơ tử cung, nó thẩm lậu vô trong buồng ói á. Khi mà trong nhau bông non tụi em sẽ thấy có nước ói đỏ ha. Rồi hoặc là cái nước nó bắt đầu có màu phân hủy, là trong cái chuyện này, cái màu nó hơi nâu nâu sệt sệt, hiểu không, do em bé bị thai lưu á, nó ngay. Rồi, nhớ ha, thì cái màu của suy thai trong chuyển dạ thì tụi em phải đánh giá là nếu mà suy thai cấp, cái tình trạng đó là cấp, thì cái nước ói nó chưa, nước ói nó mới nhuộm màu phân su thôi, đúng không? Phân su mới ra, nó đâu có thay đổi màu thành màu vàng được liền. Thì đó, thì cẩn thận. Rồi, tiếp theo nữa là cái tụi em sẽ đánh giá qua biểu đồ tim thai cân gò. Nhớ cái chỗ cái bài mà monitor sản khoa người ta chia ra cho tụi em là non-stress test, stress test với lại CTG. Sao người ta phải phân chia như vậy? Vậy này tại sao tôi không xài non-stress test mà tôi xài CTG? Đúng không? Mình phải đặt câu hỏi tự nhiên tại sao ở trong cái bữa trước người ta chia tới ba loại lận. Còn đây tôi xài có một loại, còn hai loại kia tôi không xài. Hả? Tại thôi. Cái là sao? Học đọc thôi. Giờ đi thi người ta cho mấy cái kia sao biết. Tao CTG được. Cấu trúc của CTG. Bà đó ai dạy tụi em? Cô Phương Anh. Phải không? Thì thi người ta sẽ cho ba cái á, rồi người ta hỏi tụi em trong ba cái đó thì cái này là cái nào. Trời ơi, thực tế ba cái đó là giống nhau nhưng mà nó cũng có cái khác nhau, tại vì không thể nào mà giống như tôi, má tôi đặt tôi tên Hưng, tôi là giống tên anh tôi là tên Sang được, không thể nào vậy về được, hiểu không, đúng không? Tại vì khi mà người ta đặt tên cho em một cái gì khác thì đương nhiên em phải có một cái định nghĩa về em và những cái lý do tại sao người ta phải có em. Thật ra người ta gọi là monitor biểu, giống như CTG, có nghĩa là mình phải hiểu như vậy nè, cái đó là biểu đồ tim thai cân gò, đúng không? Đúng không? Thì nó sẽ bao trùm luôn cái chuyện hai thằng kia, nhưng mà hai thằng kia thì không thể nào là thằng này được, tại vì nó sẽ có những cái chuyện là chỉ định, đâu phải cái nào cũng xài giống nhau đâu. Rồi về nhà coi lại sách nha, nó có ba cái đó người ta xài khi nào và tại sao, khi mình xài cái đó thì mình đánh giá kết quả làm sao. Thì nếu mình nhìn vô cái nào mình cũng trả lời CTG hết thì dễ quá rồi, thì thi người ta phải cho cái khác chứ. Thì khi đó tụi em sẽ hiểu là tại sao ở đây tôi không xài cái non-stress test hoặc là stress test mà tôi lại xài CTG. Nhớ ha. Rồi, tụi em sẽ thấy khi đó là cái tim thai nó chậm hoặc là nhanh ha, cái dao động nội tại của nó sẽ bị giảm,
học giai đoạn nội tại đúng không? Giai đoạn nội tại biểu hiện cho gì của em bé? Cái tim hay cái não? Hả? Đúng rồi, hay quá. Quá hay luôn. Dịp giảm muộn. Biết gì giảm muộn không? Đừng nói này, cô cũng dạy nữa nha. Chắc chết luôn, nó bỏ nghề luôn. Rồi. Cái tiếp theo nữa mình sẽ đánh giá là pH da đầu thai nhi ha, dưới 7,2 ha, hay pH máu cuốn rốn dưới 7,2. pH da đầu thai nhi á, rất là khó lấy ha. Giống như cái chuyện thường thường nếu mà đánh giá cơn co túng nhất là tụi xem sẽ phải đánh giá qua gì? Cái đầu giờ điện cực trong á. Hiểu không? Nhưng mà đầu tiên cái đó em sẽ tăng nguy cơ nhiễm trùng nè. Cái việc em mắc nó cũng khó nên người ta sẽ đánh giá qua cái đầu giờ cơn gò ngoài. Hiểu không? Người ta để trên bụng á chứ người ta không để cho âm đạo đó, người ta để trên bé, người ta đánh giá trên đó thì cái đó sẽ khó. Giống như cái pH da đầu thai nhi khi mà tụi em làm có nghĩa là tụi em đúng rồi, có thể gây tổn thương ha. Rồi. Đó. Nó cũng giống như chuyện tụi em khi mà tụi em có một cái chuyện như tụi em bây giờ bị thiếu tiền ấy, cuối tháng hết tiền rồi, đầu tháng mình xài sang quá rồi thì cái phần còn lại mình chỉ là duy trì sự sống thôi đúng không, mình đang bị gói thì cái tình huống này nó cũng y chang như vậy. Khi mà cái chuyện đầu tiên tụi em bị thiếu đó thì nó chỉ còn phù hợp lại chuyện hai hai chỗ thôi, tim não thận phổi những cơ quan chính. Lát tụi em sẽ thấy là vì cái lý do khi mà vậy, nếu mà cái tình trạng nó diễn ra một cái thời gian kéo dài từ trong thai kỳ tới bây giờ thì tụi em sẽ thấy là lát tụi em nó sẽ thấy là nó có sẽ có những biểu hiện qua cái chuyện là cái Doppler mạch máu, để tụi em trả lời là tụi em có nguy cái ca đó ở thời điểm này hay là tiếp theo theo dõi được, hay là tụi em phải chấm dứt ngay thai kỳ ở một ca suy thai trường diễn, nhớ ha. Và bây giờ ở cái này người ta ứng dụng thêm một cái chuyện nữa là cái siêu âm Doppler mạch máu người ta ứng dụng vô sản khoa, thì ở trong cái khoảng thời gian là 3 tháng đầu ở thời điểm mà tụi em đánh giá đó thì tụi em đánh giá qua cái Doppler động mạch tử cung để tụi em tiên lượng là cái nguy cơ của nó có chuyển tiến chuyển nguy cơ trở thành tiền sản giật hay không, hiểu ý không? Đó, bây giờ cái Doppler mạch máu nó có rất là hỗ trợ trong cái việc chẩn đoán và điều trị ha. Tại vì chính vì cái tình trạng tại sao người ta phải đánh giá tiền sản giật mà đánh giá qua mạch máu, người ta đánh giá được chuyện đó là vì khi mà cái tình trạng cái gai nhau trong cái tiền sản giật á nó không có bám dính tốt như vô đó, và cái gai nhau của nó cái sự chuyển hóa cái sự vận chuyển chất dinh dưỡng qua từ bánh nhau qua em bé, cái tuần hoàn nhau của những ca tiền sản giật nó cũng không có được ok ha. Đi sáu sẽ được học bài đó với thầy nữa, thấy không? Chỗ này mới là hồ huyết nè, chỗ này mới là hồ huyết, là nơi những cái gai nheo này nè, gai nheo nó hình nhú sẽ chỉ vô ha. Có một đợt mà tôi hỏi là cái vòng này nó tên gì á, nhớ không? Bài cô Phương Anh có dạy nhớ không? Đúng rồi, hay quá, tôi cho mấy cái tên xong rồi tôi cho lựa vô. Không, năm nay tôi mới ra đề cho đó, yên tâm. Cái đợt tôi ra đề mới khó thôi, còn giờ này tôi mới ra đề cho đó, bình tĩnh. Có 50 câu, lỡ tôi ra cái là 49 rớt hết xem. Nhớ ha, cái bánh nhau á, nhờ cái những cái gai nhau nó có hình dạng nhú á, do đó nó sẽ, lát lại nếu mà một cái đường thẳng như vậy, thì tụi em thấy là cái độ bán dính nó cũng không tốt. Do đó giống như tụi em thấy những cái cây đinh tụi em đóng vô, vậy tụi em sẽ làm, nếu mà nó có nhiều cái vòng xoay nó sẽ khó kéo ra hơn. Với lại cái thứ hai là cái chuyện gì biết không? Nó sẽ tăng diện tích tiếp xúc. Đúng không? Cái chuyện xếp lớp của em cái nhỏ xíu à, mà nó tăng diện tích tiếp xúc thì do câu đó tôi cũng cho thi luôn rồi trong bài những thay đổi trong thai kỳ. Nhưng mà bài đó đổi mới rồi, do đó yên tâm, không phải tôi nữa nên người khác ra, do đó không có sợ nha. Đó. Tụi em thấy nè, khi mà cái cơ tử cung được nghỉ ngơi và khi mà cái cơ tử cung của em mà nó sẽ khi mà nó tăng áp lực, là áp lực đó là do đâu tạo ra? Cơn co tử cung á chứ là gì? Ở chỗ này nè, do vì sao người ta nói, do đó tụi em sẽ thấy tại sao người ta có chỗ stress test.
hay là người ta gọi là oxytocin challenge test, có nghĩa là em sử dụng cái oxytocin để em thử thách em bé, hiểu không? Hoặc là em tạo ra một cái cơn gọi là cơn căng thẳng cho em bé, vì cái chuyện là gì, cái stress test nó sẽ được làm ở thời điểm là chưa có chuyển dạ, chưa có cơn gò, mà em tạo ra, em sử dụng oxytocin để em tạo ra một cái cơn gò giống cơn gò chuyển dạ, hiểu không, để coi em bé nó có chịu đựng được hay không, hiểu không, giống tụi em thi thử vậy đó, hiểu không, khi dạy xong chiếu ra một mấy câu trắc nghiệm gì cho đánh chơi gì, hiểu không, nhưng mà tiếc thay thì nếu mà nó vượt qua được thì là mình nói là có thể là trong cái cuộc chuyển dạ khi mà có 3 cơn trong 10 phút, cái tim time bé vẫn có thể đảm bảo được, cái sức khỏe em bé vẫn có thể ok làm thì chịu đựng được cái chuyện đó, hiểu không? Nếu mà nó dương tính thì mình sẽ trả lời là sao? Về coi bài đó đi ha. Tôi hứa chắc chắn với tụi em là đi thi á, chắc chắn sẽ có một cái câu là tụi em nhìn vô cái hình đó để tụi em nói cái đó là CTG hay là stress test hay là non-stress test. Cái đó chắc chắn có ra. Không biết năm nay có đổi đề hay không thì tôi không biết. Nhưng mà đi thi lâm sàng chắc chắn sẽ có một câu đó. Câu đó thường là câu số 9. Đúng rồi. Nha. Tại vì chắc chắn sẽ phải kiểm tra tụi em để coi ba cái đó là gì. Do đó về nhà nhớ coi sách là tại sao. Hồi nãy tôi xì ra một cái đó. Là cái chuyện stress test nó sẽ làm cho là khi chưa có chuyển dạ để người ta đánh giá trước khi chuyển dạ thôi. Đó. Nếu mà mình sẽ đặt đúng mà gọi là ok nhất thì mình sẽ đặt đầu giò là đầu giò trong. Nhưng mà sao tụi em thọt cái trong cái lồng tử cung rồi tụi em đưa vô cái đầu giò để tụi em đánh giá được thì nó hơi khó ha. Do đó bây giờ mình sẽ sử dụng những cái đầu giò ngoài không? Đầu giò ngoài thì tụi em phải hiểu là đương nhiên nó sẽ không có ok bằng hả? Thực ra cái đầu giò trong mà tụi em để vô trong được cái đó mà để đúng vô trong đó để áp cho em bé nó cũng hơi bị phiêu á. Đẹp mong cái CTC này nhắm máy. Vì thiên đã cho cái hình vậy thôi. Nè tôi hỏi nè, cái hình này đúng hay sai? Vì sao? Hả? Hả? Biết sao tại sao người ta phải để nó hai đầu khoảng trắng không? Hợp lý hả? Ý. Ủa tôi thấy tờ này cũng pháp lý được mà. Tại vì á, khi mà có chuyện á, người ta sẽ hỏi một câu rất đơn giản. Trước đó nó có rớt không? Cái CTG tụi em để lại là rất là đẹp. Nhưng mà trước đó có rớt không? Phía sau nó có gì không? Mà sao để ra em bé xấu dữ vậy? Cái này có một cái phải quan tâm ha. Cái cơn gò nó rất là ít đúng không? Nhưng mà tim thai em bé em thấy nó dao động dở không? Còn này tim thai nhanh ha. Đó. Này gọi là nhịp giảm gì? Sớm, bất định, muộn, kéo dài. Trời ơi, cái này trên 2 phút rồi, giảm kéo dài. Nguyên cái hố rồi. Đó, những cái hình ảnh CTG cơ bản ha. Giảm gì? Sớm ha, mình sẽ thấy là cái đỉnh cơn co nè, với lại giảm nè.
Cái đấy chứ, cái đấy nhịp giảm nó sẽ trùng nhau ha. Thì mình sẽ gọi là nhịp giảm sớm. Nhịp giảm sớm sẽ biểu hiện do cái chuyện gì? Hả? Cái đầu em bé nó bị chèn ép á, nó sẽ bị nhịp giảm sớm. Rồi. Còn cái này là nhịp giảm muộn ha, mình sẽ thấy mình sẽ đặt cái đỉnh cân co nè, thì cái đáy của cái cân của cái tim thai á, nó sẽ lệch qua một bên, hiểu không? Nó sẽ đến sau. Muộn là gì? Muộn hơn so với cơn gò. Cái như em co xong rồi bây giờ tim thai nó rớt xuống, hiểu không? Thì lúc đó mình gọi là nhịp giảm muộn. Nhịp giảm muộn sẽ đến với từ này. Suy tuần hoàn giao thai. Rồi, còn này là nhịp giảm bất định. Giảm bất định nó có rất là nhiều kiểu, chứ không phải là tụi em nghĩ là giảm bất định là theo cái tiêu chuẩn là từ cái đỉnh, từ cái tim thai cơ bản nó rớt xuống nhiều, khoảng thời gian kéo dài nhiều. Ngoài ra nó còn có hình dạng, mỗi hình dạng của nó sẽ ảnh hưởng ra cái chuyện là cái khả năng hồi phục nè, cái tình trạng toan hóa máu của em bé nè. Nhớ ha. Nhớ. Nếu mà cho tụi em đọc cái CTG thì rất là dễ, hiểu không? Nhưng mà từ cái CTG đó mà em áp vô cái tình huống đó nó mới khó. Nhớ ha. Nhớ lỡ mà mốt có làm bác sĩ sản thì đừng có hơi hơi chủ quan như tôi vậy nè. Nhìn cái CTG mà đọc 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 đọc, lúc nào cũng phải đặt cái CTG đó trong một cái tình huống. Nó sẽ có khi mình đặt mình support á. Nhớ ha. Coi nó cẩn thận. À, cái bị áp lực trên đi đốn ha. Đó, cái sự xóa mở của tử cung ha, cái da đầu thai nhi ha. Rồi. Cái này là mình lấy từ đó mình sẽ lấy pH da đầu thai nhi á. Nhưng mà cái này thì hiện giờ ít làm lắm nha. Tại vì cái đầu tiên là khả năng lây nhiễm. Phải không? Em cũng phải làm cho nó xịt ra miếng chứ, chứ đâu phải đơn giản. Lát lên bà mẹ tự nhiên thấy con mình giống như tia ói á, thì em sẽ thấy một cái hình trên sách nó sẽ rất là lấy cái cây mà làm cho túi ói nó bể, nhiều khi mình làm không khéo á, sau khi em bé đẻ ra em đầu em bé có mấy lần quá mà từ em nghĩ đi, em trên em bé em nhiều khi em chích đâu được đúng không, em cũng phải đưa vô em chích chích mà chích không được mấy lần là lát ra là bà mẹ chỉ hỏi thăm em xíu vui vẻ thôi là em nhiều khi em cũng hơi mệt rồi đó. Rồi. Rồi, xử trí là mình sẽ tăng cường oxy đến thai ha. Rồi, cái thứ hai là đưa thai ra nhanh nhất hoặc là hồi sức thai tích cực thì em mới có thể đảm bảo là được cái chuyện là đầu tiên là em phải hồi sức cho nó. Nếu mà nó còn đem đánh giá là cái CTG đó còn khả năng hồi sức. Giống như nếu mà cái này là CT nhóm 3 rồi ở trong chuyển dạ thì mình làm cái gì, đi mổ liền thôi, chứ làm cái gì mổ, người ta gọi mới mổ lấy thai khẩn luôn á. Hiểu không? Còn nếu mà bây giờ cái tim thai nó nằm ở nhóm 2, mà nhóm 2 thì là nguyên đóng hết. Nhớ không? Bữa đó học phân loại chưa? Trời, giờ này nhìn tôi bơ vơ dữ vậy? Thì thi người ta hỏi đó mấy ông bà. Giống như đọc điện tim của mấy ông bà vậy đó. Trời ơi, đi sản xong không đọc được cái đó là xong phim. Cái này học cái này còn dễ hơn học sản đồ nữa, mà mốt còn một cái phần hơi bị khó là sản đồ dễ còn mệt hơn nữa, và đi thi cái đó là có thi. Rồi mình có thể cung cấp cái chuyện oxy cho cái chuyện là có thi là chèn ép ha, chèn ép da đầu hay nhi, hoặc là kia mình sẽ có thể là bù dịch nhanh chóng nè, có thể do cái chuyện tụt huyết áp mà mẹ sau khi đi sản khoa giảm đau sản khoa bà mẹ bị tụt huyết áp thì cái tuần hoàn nó cũng bị giảm sút, thì người ta có thể bù dịch để cho nó thoát qua đó để mình đánh giá, hoặc là mình cho bà mẹ thở oxy để nhằm cung cấp. Nhưng mà những cái đó chứng cứ nó chỉ ở mức độ B thôi, hiểu không? Có nghĩa là nó cũng vậy đó, hên xui. Rồi cái thứ hai là nếu mà cái tình trạng mình đánh giá là cái tim thai em bé nó quá xấu rồi thì mình đi mổ đi ha, một gấp cứu để lấy thai ra, lấy thai xong mình có thể mình phải hồi sức nữa. Lưu ý anh có thể cứu tụi em khi mà tụi em làm những cái chuyện này, thì cái chuyện là tụi em coi cái tim thai đó nó xấu rồi mà em không nhận ra thì thôi bể xô rồi, không ai cứu em được, chết rồi bể xô rồi.
Khi mà tụi em chẩn đoán một cái ca mà suy tuần hoàn giao thai hoặc là suy thai hoặc là có những cái biểu hiện của cái chuyện suy thai, hoặc là tụi em mốt tụi em đi lâm sàng ở Hùng Dương, tụi em sẽ thấy một cái thuật ngữ người ta hay ghi thai nó bị chèn ép rốn, không nhớ không? Chèn ép rốn là cái chỗ của cái hiện tượng của cái chuyện này, nhớ không? Nhớ không? Đó. Không. Thì có nghĩa là em bé cũng cái tim thai em bé nó cũng không đảm bảo đúng không? Cái sẽ thì lúc đó mình phải ghi hai câu thần chú vô nhớ ha, là lấy máu cuốn rốn của em bé thử pH, cái thứ hai là mời bác sĩ nhi. Biết tại sao không? Tại khi em mổ ra nếu em bé không tốt thì có bác sĩ nhi đứng kế bên ta hồi sức liền rồi. Cái vấn đề số 2 nữa là gì biết không? Lấy cái máu cuốn rốn thử pH là để làm gì? Chẩn đoán hả? Chẩn đoán là em đã chẩn đoán rồi. Em chẩn đoán nó suy thai mới cho đi mổ mà, để bảo vệ em á. Hiểu không? Bây giờ ra mà cái pH của nó máu của em bé mà nó dưới 7.25 á, xấu rồi. Đúng không? Còn nếu mà nó xuống 6 chấm là thôi xong phim rồi đó. Là em để quá ghê rồi, em để cho nó suy quá rồi. Thì cái mức đó người ta sẽ mới tương ứng với em. Nhớ ra lấy liền. Ha, không thôi là nhiều khi tụi em để lâu, cái pH máu để lâu có thay đổi không? Khi mà em kẹp cắt rốn nó ngưng rồi, bị thay đổi nha, cứ 1 5 phút nó sẽ giảm xuống, giảm xuống, giảm xuống nữa. Giờ đó không lo lấy đi, lát em bé ra nó hồi sức từ lâu rồi, lát người ta quay vô người ta nói với em. Hỏi cái đó bị suy rồi đó, bây giờ tôi gửi Nhi nha, đặt nội khí quản giờ mới lấy, xong rồi á. Nha, cái kết quả nó sẽ bị thay đổi á. Do đó nó sẽ còn không còn đảm bảo nữa. Nhớ ha. Rồi, cái tiếp theo nữa mình sẽ học một cái bài đó là xay rốn. Bình thường á, cái chuyện mà em bé nó như con cá trong bể nước đúng không? Cái sợi rốn nó cũng nằm trong đó, nó cũng bơi 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 bơi, nó đâu bị khô đúng không? Thì em bé mỗi ngày cứ uống nước ối xong rồi thải ra nước ối, cứ uống nước ối thải ra nước ối, uống nước ối thải ra nước ối, thì cái nước nó cứ dòng luẩn quẩn, nó cứ quay qua quay lại quay lại quay lại, hiểu không? Đó rồi, mọi thứ nó cũng vui vẻ cho tới một ngày đẹp trời, không biết bà Lan làm cái gì, ào ra miếng bể cái ối ra. Cái sợi rốn bây giờ nó nói thôi ngạt thở quá, ở chung thằng bé này cứ ra vô ra vô chỉ có một người thôi, nó buồn quá nó đi ra ngoài đường ở, thì cái chuyện hè đó sẽ xảy ra cái chuyện là xay rốn. Xay rốn tụi em sẽ có hai trường hợp, xay rốn trong bọc ói có nghĩa là cái phần rây rốn nó trình diện ở cái lỗ cổ tử cung phía trước cái đầu thai á, có nghĩa là ói chưa bể, thì cái tình trạng đó cũng phải là cấp cứu, nhưng mà sau đó tại vì khi nếu mà bể ói là cái rốn nó chui ra ngoài đường luôn rồi. Còn xay rốn thật sự có nghĩa là xay rốn nó chui ra ngoài khỏi màng ói, nó đi ra ngoài đường, nó có thể trong âm đạo, có thể ra ngoài âm hộ luôn. Tuy nhiên nhớ nếu mà tụi em khi mà thấy cái xay rốn như vậy là tụi em phải giải quyết mổ cấp cứu để cho em bé ra luôn, chứ không lát xay rốn nó teo nó khô cái là rồi. Đó, những nguy cơ này như là thai non tháng nè, ngôi bất thường ha, đa ói ha, hoặc là những cái phần trình diện của thai ngôi thai cao ha, hoặc là sẽ vốn dài. Vốn dài là vốn bình thường như vốn dài nhiêu, nó cũng bị hỏi luôn á, vốn ngắn vốn dài rồi đó. Thấy ngồi mông không, ngồi mông kiểu chân ha, ngồi mông đủ ha, rồi những cái ngôi bất thường nó cũng sẽ làm tăng nguy cơ ha. Đó. Ta xương xương thôi. Chỗ này là xa ngoài luôn ha. Chỗ này là chui ra âm hộ luôn ha. Đó. Giống như hai thằng này là rõ ràng rồi, vui vẻ rồi đúng không? Mới sợ tay vô trời ơi, thấy nguyên sợi dây chuyền rồi, đâu cần phải suy nghĩ nữa. Cái này mới chết nè, nó bên đây à, hiểu không?
dây rốn xa cạnh đầu thai, mỗi lần nó bóp vô cái đó, cái tử cung nó ép vô trong cái này, nó xuống rớt xuống, nó thả ra, thì cơn co, khi mà có cơn co nó ép vô lại thì nguyên cái đầu nó ép vô trong cơ tử cung, thì nó đè vô xe rốn tắc lại tim thai, xong rồi qua cơn thì nhả ra đúng không, hết bóp rồi nhả ra tim thai lên lại. Nhưng mà những trường hợp xe rốn tụi em sẽ thấy có trên cái hình CTC nó sẽ có một cái điểm rất là đặc biệt, đó là cái tim thai nó sẽ có cái nhịp rớt, nó sẽ có hình chữ W nhớ ha, chân luôn á. Rồi khi mình gặp cái sai rốn thì mình phải làm gì? Đầu tiên là mình không có làm một cái nhiệm vụ là khi nó chui ra ngoài là mình cố gắng nhét 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 nó vô. Khi mà tụi em nhét nó vô vậy á thì chính cái động tác nhét của em nhiều khi tụi em làm sai rốn nó còn bị tắc nghẽn nhiều hơn nữa, hiểu không? Mà điều đầu tiên tụi em đầu tiên mà khi mà có sai rốn biết làm cái gì ông la bự lên, la banh cái phòng xanh cho tôi để người ta biết, những người ta lại hỗ trợ, tại vì một mình em không thể làm được. Tụi em sẽ thấy những ca sai rốn là tụi em dễ biết lắm, là làng banh cái phòng xanh, hai chuyện trong phòng xanh là la bự nhất ha. Sai rốn là tụi em sẽ thấy như vậy nè, đầu tiên khi mà tụi em phát hiện một ca xe rốn là la bự lên, càng la bự càng tốt. Cái thứ hai là kể cả bà sản phụ với lại em á, cái người để tay trong đó sẽ được đưa lên một cái bàn, cái xe đẩy á, cái băng ca nằm á, hiểu không? Cái tiếp theo nữa là bà sẽ nằm ở tư thế là gì biết không, cái đít cao hơn cái đầu, mà thường là người ta sẽ lấy cái bô nằm á, người ta để vô kê vô cái mông. Biết tại sao người ta phải làm vậy không, đầu thấp mông cao không, để cái đầu đừng có chèn ép thêm nữa, tại khi cái đầu em thúc xuống nữa là em sẽ cần nhét vô trong cái sợi rốn thì nó đâu có đủ sức để cho cái sợi rốn nó truyền cho em bé nữa, hiểu ý không? Rồi cái thứ hai là người ta sẽ làm cái gì, đưa cái tay vô cho âm đạo, đẩy cái đầu em bé đi lên để cho nó hạn chế cái chuyện khi nó vẫn có cơn co thì nó bóp vô giống như nãy là xong rồi đó. Còn tư thế hai, cái tư thế này thì tôi chưa thấy, tại vì những ca sai rốn tên đem đi mổ hết rồi chứ không ai dám để đó đâu, để đó chút xíu là đi luôn à. Đầu tiên là chuyện đi là do gì, cái đầu em bé khi mà không giải quyết là đầu tiên là cái đầu em bé nó sẽ xuống, nó sẽ tràn vô cái sợi rốn, em bé cũng ao luôn, cũng cắt đứt dinh dưỡng. Cái vấn đề số 2 là sợi rốn nếu mà chui ra ngoài nó không có được nước ói bao bọc, nó không được nước ói nuôi dưỡng, nó sẽ bị khô rồi nó teo, nó tự tắc mạch rốn chết luôn, nhớ ha. Này chắc là lúc đó chưa có hai cái tư thế này, chắc lúc đó chưa có gì hết nên ta la làng cho bả nằm chị đỡ, xong có băng ca đẩy bả qua là bả nằm tư thế kia rồi. Người ta sẽ cho em nằm, để cái người mà đẩy cái đầu em bé sẽ lên luôn cái băng ca đó và được mọi người đẩy lên lên tới phòng mổ, tới khi người ta bắt em bé tay ra. Mà mỗi lần em vô bệnh viện sản là tụi em thấy ai cũng hối hả. Ở cơ thể ha, tim bên trái. Do đó tụi em sẽ thấy nè, quan trọng không, lúc trong đó quan trọng. Do đó cái chuyện mình bị sau đó mà lỗ này khi mà mình đi giải quyết là xong phim luôn á nha. Nếu mà em bé không có lỗ này em bé trong bụng cũng chết luôn nha, nhớ ha. Do đó khi mà tụi em sử dụng endometasin á, rồi tiếp tục ha, làm sớm tới số 3 rồi mình nghỉ ha. Rồi và tiếp theo nữa là suy thai trường diễn ha, hay cái thuật ngữ người ta hay sử dụng là thai chậm tăng trưởng trong tử cung, rồi hoặc là người ta nói là thai giới hạn tăng trưởng. Đầu tiên nếu mà nhắc tới này thì mình phải nhớ tới cái chuyện này, cái này là biểu đồ chuyển dạ ha, thì người ta chia ra hai đường ha, bát phân vị 10 tới bát phân vị 90. Nếu mà dưới bát phân vị 10 thì người ta thai nhỏ so với tuổi thai ha, còn đây là thai lớn so với tuổi thai ha, cái cân nặng của nó thì người ta đánh giá qua cân nặng ước đoán của em bé nha. Đó. Cái này là bát phân vị 90 nè, cái bát phân vị 10, nếu mà em bé mà cái cân nặng của em bé mà nó tăng
thì ok. Còn bất kỳ mỗi bé mà nó lọt xuống dưới đây hoặc là lọt lên trên đây, cái này là thai bự ha, con này thai nhỏ, hiểu không? Rồi người ta sẽ ước đoán qua cái cân nặng của em bé ha, cái tỷ lệ đó là khoảng 5% ha. Rồi trẻ sơ sinh mà có cân nặng dưới 2.500 gram ha, rồi sinh cao gấp 5 tới 30 lần so với trẻ có cân nặng bình thường khi alo. Rồi cái thứ hai là tỷ lệ tử vong cao hơn 70 đến 1 alo. Nếu mà trẻ em á, mà có dưới 1.500 gram á, khi mà sanh á, thì thường rồi cái này là bác phân vị năm ha. Rồi ngạc chu sinh thì liên quan tới hệ thống cơ quan trong vấn đề quan trọng nhất ở những trẻ bị chậm, thì cái này tụi em lưu ý nè, bản thân á cái alo cái thai giới hạn tăng trưởng trong tử cung á, bản chất trong cái chuyện suy thai trường diễn đó, ngoài chuyện đó thì tụi em sẽ thấy trong sách người ta chia là giới hạn tăng trưởng sớm với lại giới hạn tăng trưởng muộn. Nguyên bài dài á, về đọc thêm. Bài này tụi em về phải đọc là suy thai trong chuyển dạ xoay rốn với lại bài thai giới hạn tăng trưởng trong tử cung á, có 3 bài. Nhớ, có thể là tụi em trong những cái tiết là người ta gom 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 vô hết, nhưng mà về phải đọc hết 3 bài đó, nếu mà chỉ đọc cái này chắc cũng không có đủ để thi đâu. Rồi. Đầu tiên là mình sẽ thấy những em bé mà giới hạn tăng trưởng trong tử cung. Nó sẽ rồi. Đúng không? Bản thân nó tăng nguy cơ tử vong rồi. Tăng nguy cơ ngạt chu sinh nữa. Rồi, thì cái những cái nguyên nhân đó ha, có thể là suy yếu của tử cung nha. Rồi, có thể là tiền sản giật nè, có thể là do cái nồng độ alpha. Đái tháo đường, tăng huyết áp, hoặc là do sự bánh nhau bất thường như là nhau tiền đạt. Cái bánh nhau dày ha, cái chữ circum có nghĩa là tụi em sẽ hay ở cái góc nhau á, người ta hay gọi là cái bánh nhau giống như hình đĩa vậy đó. Hoặc là những cái hồ máu ha, rồi hoặc là bất thường nhiễm sắc. Ở yếu tố gia đình. Yếu tố gia đình đây nè. Tại sao người ta phải nói tới yếu tố gia đình? Ba má, giống như ba má của đứa trẻ đó mà người ta có dáng người, người ta thấp bé, thì em bé sinh ra làm sao mà nó bự như mình được, hiểu không? Bản thân ba má của cô của cái em bé trong bụng đó, người ta đã nằm ở bách phân vị mà nằm ngoài bách phân vị 10 rồi, thì đương nhiên nó cũng dễ như vậy thôi, hiểu không? Rồi do đó thì tụi em coi nha, lát tụi em sẽ thấy cái định nghĩa của nó, thì ở dưới bách phân vị 10 người ta sẽ xem xét để theo dõi đúng không, cái cân nặng đó. Nhưng tụi em coi chừng là nó sẽ bị một cái trường hợp, đó là thai nhỏ so với tuổi thai, hiểu không? Thì cái thai đó là bình thường, ba má của người ta nhỏ xíu à, thì người ta nhỏ thôi đúng không? Ba má giống như ba má người ta chiều cao vậy thì cái khả năng giống như người ta nói là hay về lại cái đường trung bình, nhưng thì giống như cái vốn của em vậy rồi thì thường nó sẽ được dạy sao em đòi hỏi một, tự nhiên em là con kiến mà em cứ để ra như một bé chuột, để chuột là hơn lắm mà còn em để cho bé voi hơi bị lạ rồi đúng không? Rồi có thể có bất thường nhiễm sắc thể ha, hoặc là tam bội hoặc là hội chứng tụt nơ ha. Rồi hoặc là những hiện tượng ít ha. Rồi hoặc là tụi em bị nhiễm trùng bào thai ha, như nhiễm cytomegalovirus, rubella, herpes hoặc là toxoplasma ha, hoặc là những bệnh lý chuyển hóa ha. Rồi phenylketin niệu, hoặc là cái chất dinh dưỡng kém ha, hoặc là mẹ sử dụng như là hút thuốc lá, những chất có thể gây nhiều em bé đa thai nha. Đa thai nhìn á thì mình thấy đa thai là một cái sinh lý đúng không, đúng không? Cái chuyện thụ tinh đồng kỳ thôi, nhưng mà đầu tiên cái chuyện đa thai đó là bất thường rồi, mỗi tháng người ta quy định trong chu kỳ kinh nguyệt, trong phi thì chỉ có một chung cung thôi.
Thì bây giờ tự nhiên tháng đó em rụng hai trứng là bất thường rồi. Nhìn thì sinh lý nhưng bản chất nó là bất thường rồi ha. Mà mốt tụi em học bà đa thai, tụi em sẽ thấy là trước khi tôi học sản tôi thấy thôi đẻ lần được hai đứa cũng đẻ quá ha, đúng không? Tự nhiên có hai đứa mặc đồ giống nhau rồi mình dẫn nó đi, người ta ai cũng thích nữa, cùng lúc mà có hai đứa. Như mốt em, tụi em làm bác sĩ sản tụi em sẽ thấy, nhưng mà một lần tụi em đi đẻ song thai xong tụi em cũng sẽ thấy luôn, hiểu không? Đầu tiên là em tưởng nghĩ đi, đẻ đứa lên thai tàn phá rồi, đẻ hai đứa nó còn tàn phá hơn nữa. Tại đứa này mới ra thì em phải cố gắng để đẻ đứa thứ hai ra rồi, đúng không? Đâu phải nó đẻ như đẻ gà, đẻ heo đâu, nó nghỉ xíu lát ịch ra thêm, đâu có đâu. Em phải đẻ liền, chứ không mà chờ em quá 30 phút là hả, cái cổ tử cung nó tớp lại là xong phim luôn, đúng không? Có khi là tụi em đẻ đứa mộn đứa, nó không phải như heo, giống như heo như chó, tụi em đẻ đứa này xong xong lát chó nó quằn quại nghỉ xíu là lát nó rặn tiếp 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 nó ra bình thường đó em. Nhưng em đỡ đẻ em chỉ ngồi đó nhìn thôi, còn người nó khác. Nếu mà người mà tụi em để song thai tụi em sẽ thấy nó cũng náo nhiệt nữa, tại em phải để cái máy siêu âm kế bên, phải có một người đứng trên bụng để giữ, khi mà cái em bé này ra thì cái em bé kia nó phải vô tiểu khung liền chứ không cũng bể xô luôn, hiểu không? Mà em phải biết là cái bản thân cái chuyện song thai đó, nếu mà hai nhau hai ối là có hai cái trứng, là em tụi em hên, giống như là tháng đó tụi em rụng hai trứng luôn, được hai con tinh trùng chui vô thì ok, cái khả năng bị những cái bệnh lý trong đó như là truyền máu song thai nó ít hơn, hiểu không? Hoặc là người ta gọi là cái hiện tượng mà một cái thai sống, một cái thai trong đó bơm á, hút máu, cái đứa này hút máu đứa kia á, do cái chuyện thông nói động tĩnh mạch trong cái mạch máu của bánh nhau dẫn tới mạch máu dây rốn của đứa này, giống như động mạch của đứa này là tĩnh mạch nói với tĩnh mạch của đứa kia là xong phim. Do đó người ta sử dụng, bây giờ người ta sử dụng laser để cắt đứt cái tiền sản. Thì tụi em thấy không, nó sẽ tăng nguy cơ cái chuyện em bé. Thì một đứa tụi em sẽ phải thấy là nó bị đa hồng cầu, nó tăng bự 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 phù lên, có khi nó hút máu cái đứa em của nó tới nỗi thì thằng em thì chết vì bị suy dinh dưỡng teo đét luôn, còn nó thì nó cũng chết luôn, hiểu không? Tại vì nó ăn quá nhiều máu thì cái tim nó bị suy á, tại vì cái tim nó phải làm quá tải làm chuyện của hai đứa đó. Do đó em phải giải quyết cái chuyện ở cái gốc cái bánh nhau á, chứ không thôi là hai đứa bye bye luôn. Thấy chưa, để song thai đâu có đơn giản như mình nghĩ. Nhìn nó thì thấy thích á, thấy người ta ôm được hai đứa mình thấy vui quá trời, còn từ lúc mà mang thai tới lúc mà đi đẻ nhiều chuyện. Em nghĩ bình thường tử cung của mình ta đẻ bình thường, người ta đẻ con đứa, bây giờ tự nhiên tử cung mình căng ra mình đẻ hai đứa, đầu tiên là thấy cái nguy cơ sanh non của nó tự nhiên nó lớn hơn những người khác rồi. Bởi đời nó cũng có những thứ được cái này mất cái kia ha, chứ không thể nào mà có đủ hết hai thứ được. Rồi, ngoài ra là có khả năng là do cái yếu tố xã hội nữa, giống như thì nghèo đói thì phải chịu thôi. Rồi, quan trọng nhất là mình sẽ đánh giá, tại vì á theo định nghĩa của nó là cái cân nặng em bé, đúng không? Sao mình lấy ra, chỉ có khi mình đem ra cân, nhiều khi cân này cái cân kia cũng lệch. Giống như tụi em sẽ thấy trên những cái group bà mẹ đi đẻ, người ta hỏi, ủa tại sao có không khám tư, nãy tôi mới khám, tự nhiên tôi đo ở nhà tôi thấy con tôi 6 kg, mà tự nhiên tôi vô bệnh viện, tôi cái cân của bệnh viện, theo bé nhi đến phòng khám nhi chích ngừa, sao tự nhiên cái cân của bệnh viện nó kỳ cục, nó còn có 5 kg mấy. Kỳ ghê, nhiều người không hiểu, ủa cái cưng đâu phải là chiếc ngưng thủy ngưng, nhưng mà thật ra thì cái cưng nó cũng sẽ bị lệch chứ, cái đó là do con người em chỉnh mà. Còn em muốn đánh giá chính xác là em đo nhà, rồi tiếp theo em cũng đo nhà nữa, là em cho nó ăn em coi nó lên hay xuống em mới chính xác được. Nhiều người ta không hiểu, rồi cũng như nhiều người người ta hỏi là à, sao tự nhiên trong bụng tôi đo vậy mà ra, thì cái đó cũng có sai số do mình đo. Thật ra cái đó mình cũng phải nhận thấy cái lỗi của mình á, tại vì mình đo tự nhiên không thể nào mỗi bé mình đo trong bụng 2,8 mà ra để 4 kg được, chắc chắn là mình có sai, nhớ nha, cái đó là mình đo sai á. Nhưng nếu mà trên là 100-200 g thì vẫn có thể chấp nhận được, chứ mà tùy người ha. Rồi
Đó, tụi em sẽ thấy là hai giới hạn tăng trưởng trong tử cung người ta sẽ chia ra là đối xứng và không đối xứng. Thì đối xứng, không đối xứng sẽ tương ứng hai giới hạn tăng trưởng sớm với lại giới hạn, để coi là mọi thứ nó đều sụp ngay từ đầu hay là có phần không. Hiểu không? Đối xứng có nghĩa là nó sụm ba chè ngay từ đầu rồi, có nghĩa là bị sớm rồi đó nha. Thì ở những trường hợp này tụi em nên tư vấn di truyền. Tại vì cái sợ nhất của nó là gì? Bất thường nhiễm sắc thể á. Tại sao tự nhiên ngay từ đầu nó đã bị rồi? Rồi. Cái lâm sàng thì tụi em thấy cái bề cao tử cung đáng lẽ sẽ tương ứng với tuổi thai đúng không? Nhưng bề cao tử cung này nó giảm từ 4 cm so với bình thường ha. Trở lên thì tụi em coi chừng. Rồi. Siêu âm á, thì tụi em sẽ đánh giá cái chuyện là cân nặng em bé nè. Những cái kích thước của em bé nè. Hai là tụi em sẽ đánh giá Doppler máu thai. Rồi, tuy nhiên cái chuyện mà theo dõi và quản lý của nó tụi em phải cá thể hóa, với lại tụi em phải có một cái kế hoạch theo dõi. Tại vì tụi em phải đánh giá y, không phải là nó xuất hiện lúc mà tụi em với 37, 36 là ngon rồi, nhiều khi mình chấm dứt thai kỳ mình cũng không có đến lẽ lo lắng. Nhưng giống như ở những ca mà 29 tuần. Bây giờ để em quyết định ký để cho lấy em bé ra, cái đó em cũng phải suy nghĩ. Đúng không? Lấy ra em bé có sống được không? Cái khả năng sống là bao nhiêu? Rồi, các biện pháp là quản lý chung ha, điều trị bệnh lý của mẹ nếu mà mẹ có những cái bệnh lý như là đái tháo đường, tăng huyết áp ha, tiền sản giật. Rồi, dinh dưỡng tốt ha, nghỉ ngơi tại giường. Còn thai nhi thì tụi em phải đánh giá thì cần theo dõi liên tục trong quá trình chuyển dạ để giảm thiểu cái tình trạng thiếu oxy ha. Do cái tình trạng này là bản thân em bé nó đang ngay trong bụng nó đã. Đây là bị suy một cách dai dẳng rồi nha. Cái tình trạng này là suy tuần hoàn do thai muộn á, ấy mãn tính á, còn kia là cấp. Rồi. Nè, thai giới hạn tăng trưởng sớm ha, thì khó khăn trong cái việc xử trí. Tụi em lưu ý thì thường nó sẽ liên quan tới cái bệnh lý bánh nhau ha, nặng ha, như là bất thường Doppler động mạch rốn hay kết hợp với tiền sản giật. Rồi. Cái tình trạng thiếu oxy thì nặng ha. Đáp ứng tuần hoàn là hệ thống, có nghĩa là cả cơ thể của nó đã phải gồng gánh cái chuyện đó rồi, chứ không phải là chỉ một phần đâu. Rồi, cái bệnh xuất và tử xuất cao. Do đó những ca mà thai giới hạn tăng trưởng gửi vô, cái điều đầu tiên em phải tư vấn là gì biết không? Mất tim thai đột ngột. Nhớ ha, chứ không phải là tụi em đem vô tụi em thấy vậy vui vẻ. Không, những em bé giới hạn tăng trưởng nó chia tay bất kỳ lúc nào á, chứ không phải là mình nghĩ là mình có thể bắt được hết. Không có đâu. Rồi, còn thai giới hạn tăng trưởng muộn thì khó khăn trong chẩn đoán ha, tỷ lệ thì khoảng 3 đến 5%. Cái bệnh lý bánh nhau thì nhẹ, thường cái Doppler động mạch rốn thì còn bình thường ha. Ít khi kết hợp với tiền sản giật. À, thiếu oxy nhẹ thì đáp ứng là trung tâm ha. Rồi, tử xuất thì sẽ thấp hơn. Nhưng cái này thường là nguyên nhân của thai chết lưu. Cái này là giải quyết sớm rồi, từ đầu. Có khi nó xảy luôn rồi. Còn này thai nó lớn rồi, chỗ này mới là nỗi đau nè, nhớ ha. Đó, tụi em sẽ thấy những cái mạch máu thai ha, rồi những cái dấu chỉ điểm cấp ha, rồi những cái chỉ điểm mãn tính, những cái tuần ha, để tụi em đánh giá. Rồi tụi em sẽ đánh giá là rốn động mạch não giữa với lại ống tĩnh mạch, nhớ ha. Ba cái chuyện tụi em phải đánh giá nè: Doppler động mạch rốn, động mạch não giữa với lại ống tĩnh mạch. Nhớ nãy cái ống tĩnh mạch không? Từ cái rốn người ta nói qua cái đó. Đó. Cái cuối cùng khi mà biểu hiện cấp của tụi em là gì biết không? Nhịp giảm trên CTG ha, biểu hiện suy thai. Đó.
Đó, thì mình tùy theo từng mức độ ha. Nếu mức độ 1 thì có thể mình ở 37 tuần là mình sẽ giải quyết rồi. Còn mức độ 3 là thường khoảng 30 tuần ha. Còn mức độ 4 thì cá thể hóa. Tại vì ngay cái thời điểm đó, nếu mà giống như nó chỉ mới 28, tư vấn cho sản phụ để quyết định, chứ nhiều khi nó cũng khó chứ không phải như mình nghĩ đâu. Nhiều khi em ngồi đó mà em giải thích, em nói cho bà mẹ hiểu, giống như con người ta, con cầu tự, hiểu không? Ta chữa trị quá trời rồi, bây giờ người ta mới gặp em. Ở khúc này nè, để em giải quyết và giải thích cho người ta để người ta hiểu được cái chuyện đó là một cái chuyện, một cả một nghệ thuật nha. Rồi, rồi nói thêm xíu về cái Doppler. Cái Doppler thì tụi em sẽ đánh giá nè. Doppler là mạch rốn, não giữa, giống tĩnh mạch. Đầu tiên tụi em sẽ thấy khi mà tụi em muốn bơm máu càng đi đâu xa thì cái áp lực của mạch máu của em phải giảm hay tăng lên? À, tăng hay là giảm? Câu hỏi này để về nhà suy nghĩ ha. Rồi, nè tôi cho ba cái tình huống. Rồi bình thường tụi em sẽ thấy là nếu mà giữa cái chuyện mà đảo ngược với chuyện mất thì cái nào quan trọng hơn? Đảo ngược là nó còn sống nhưng mà nó quay ngược lại thôi, nó đảo chiều thôi. Còn bây giờ mất với đảo ngược thì cái nào ghê hơn? Nè, cái chuyện đó quan trọng là tụi em phải coi như vậy. Nó sẽ đến diễn tiến theo cái thời gian, nó sẽ như vậy rồi từ từ nó đi luôn ha. Rồi đầu tiên là cái rốn á, khi mà tụi em thấy là khi mà nguồn cung cấp nó bị thiếu thốn thì cái chỗ nào mà nó cần phải đến thì đương nhiên nó phải nuôi là tim, não, thận, phổi, đúng không? Đúng không? Mà não muốn nó máu đến nhiều thì nó phải giảm áp lực, đúng không? Thì để cho nó hút nhiều lên rồi nó sẽ xuất hiện hiện tượng là tăng kháng trở động mạch rốn, giảm kháng trở động mạch não giữa. Thì tụi em sẽ thấy, tụi em coi trong sách nó sẽ có một cái hiện tượng gọi là pain sparing. Trong sách có thì cái hiện tượng đó là mục đích của nó là làm gì, thì chỗ đó trong sách nó giải thích, thì do đó coi thêm đi thi lỡ xui người ta hỏi biết trả lời. Sau đó nó qua giai đoạn là mất sóng ha, rồi cái cuối cùng là đảo ngược. Đảo ngược giống như hội chứng, nhớ chuyện đảo ngược không? Eisenmenger khi mà đảo ngược là sắp nè, sắp vậy nè, hiểu không? Đáng lẽ bình thường em sinh của em đáng lẽ cùng đúng chiều, đúng không? Bây giờ nó đảo rồi là sắp chia tay đó, thì cái ống tĩnh mạch nó cũng sẽ chuyển tiến qua như vậy nha. Rồi hết bài. Cái Doppler là quan trọng á, trong cái hình trong cuốn sách của tụi em có cái hình Doppler luôn á, nhiều khi người ta cho thi á. Này tôi giới thiệu thêm xíu ha, tụi em sẽ đánh giá những cái mạch máu động mạch tử cung á, thì thường ở trước giai đoạn đầu ha, bất thường thì sẽ nguyên nhân từ mẹ, còn bình thường sẽ nghĩ nguyên nhân do thai ha. Rồi tiếp theo mình sẽ đánh giá kích, rồi đóng vơ động mạch bảo giữa ha, bình thường thì nó kháng trở lớn nè, khi mà nó có thai giới hạn tăng trưởng thì nó sẽ bị thay đổi. Chắc đi thi tôi cũng mát, tôi cho hai cái hình tôi hỏi cái nào bình thường bất thường đâu nha. Rồi sau đó là tiếp theo là ống tĩnh mạch ha. Ống tĩnh mạch thì nó sẽ là cái dòng Doppler phục tĩnh mạch và tĩnh mạch chủ dưới ở cuối thùy tâm trương ha. Nếu mà giai đoạn muộn thì cái tim mất bù thì nó sẽ rối loạn cơ tim và toang máu. Do đó nếu mà cái ống tĩnh mạch mình nó mô tả, người ta mô tả cái ống tĩnh mạch mà nó bị nữa là xong phim rồi đó. Đó, bình thường giới hạn ha. Đó. Ngược sẽ là cái cuối cùng ha. Nhớ nha. Có lẽ mình tưởng mình thường hay nói là mất nó là